Thật là cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng ta theo Ngài, chúng ta theo Chúa Giêsu, và chúng ta biết rằng cuộc đời bước đi với Chúa được đầy phước hạnh. Cảm ơn Chúa, mỗi một khi cuối năm trời trở rét thì các hội thánh của Chúa chúng ta đang nô nức để đón mừng ngày Chúa Giêsu của chúng ta Giáng sinh. Không phải là ngày mà là mùa Giáng sinh. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Và mỗi khi mùa Giáng sinh tới thì lòng của chúng ta khát khao, ước ao để mong làm sao đến cái ngày Giáng sinh, hội thánh tổ chức Giáng sinh hay cái mùa Giáng sinh, chúng ta ước ao để nói về Chúa cho được nhiều người và đem những người đó đến với Chúa. Đó là món quà quý giá mà Đức Chúa Trời đang dành cho nhân loại này. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Và đến với Chúa, chúng ta có nhiều điều quý giá lắm anh em ạ. Có thể so sánh với vàng và bạc trên trần gian này không thể sánh kịp. Vậy lời của Chúa buổi sáng nay sẽ làm sáng tỏ điều mà chúng ta có quý giá hơn vàng của thế gian này. Ta đến với Chúa trong lời của Chúa, trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 3, từ câu 1 cho đến câu 16, với chủ đề của bài giảng hôm nay, đó là điều ta có thì ta cho ngươi. Ta mở lời của Chúa ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 3, từ câu 1 cho đến câu số 16. Điều ta có thì ta cho ngươi. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 3 từ câu 1 đến câu 16. Xin kính mời Thánh Chúa theo dõi lời của Chúa và tôi xin được đọc. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với dân cùng lên đền thờ, và có một người què từ lúc sanh ra. Cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và dân vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với dân ngó trăm người rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho người. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đặng xin bố thí, nên đều vỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và răng thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn. Phi-e-rơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng: hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sửng chúng ta? Dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy. Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giêsu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh là đấng công bình mà xin tha tội một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Kính thưa hội thánh của Chúa, đây là phần kinh thánh câu chuyện được ký thuật trong sách Công vụ các sứ đồ. Và sách Công vụ các sứ đồ đó là người ta bằng gọi với tôi tớ Chúa nói là công việc của Thánh Linh. Công việc của sứ đồ nhưng chính ra là công việc của Thánh Linh. Câu chuyện được ký thuật trong Công vụ đoạn 3 từ câu 1 đến 16 đã nói về một phép lạ. Một phép lạ mà do tôi tớ của Chúa, hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng. Vậy phần 1 của bài giảng hôm nay tôi được nâng ra trong phần bài giảng Phi-e-rơ và Giăng có điều gì? Trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng có một người què hàng ngày bị được người ta đem đến cửa đẹp để ngồi ăn bố thí những cái tiền bố thí của những người vào trong đền.
Và trong cũng ngày đó, Phi-rơ và Giăng lên đền thờ, thấy người què này, và người què này cũng xin như mọi khi thường xin với con người. Nhưng Phi-rơ và Giăng nói điều gì? Vàng bạc ta không có chi hết, song điều ta có, ta cho ngươi. Nhân danh Chúa Giê-xu, hãy bước đi. Vậy trong phần bài học này, Phi-rơ và Giăng có danh của Chúa Giê-xu. Phi-rơ và Giăng nói, vàng bạc ta không có, nhưng điều ta có, ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu, hãy bước đi. Phi-rơ và Giăng có danh của Đức Chúa Giê-xu. Vậy thì trong Kinh Thánh nói gì về danh đấy? Trong Philip đoạn 2 từ câu 9 đến câu 10, chúng ta xem lời của Chúa nói gì về danh mà Phi-rơ nhân danh Chúa để người què được lành. Chúng ta theo dõi lời của Chúa trong Philip. Thơ Philip đoạn 2 câu 9 và câu 10, tôi đọc câu 8 cho đến câu số 11. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Đức Chúa Giê-xu Kít là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Chúa Cha. Thưa kính, thưa anh chị em, Phi-rơ và Giăng có danh của Chúa Giê-xu. Và danh đó là danh như thế nào? Danh trên hết mọi danh. Khi nghe đến danh của Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Giê-xu Kít là Chúa. Phi-rơ và Giăng không có vàng bạc chi hết, nhưng điều Phi-rơ và Giăng có đó là danh của cứu Chúa Giê-xu, là danh trên hết mọi danh. Và phần thứ hai tôi muốn để đề cập cho bài giảng này. Vậy Phi-rơ và Giăng đã sử dụng điều mình có để làm gì? Kính thưa anh chị em, chúng ta theo dõi câu chuyện này. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-rơ và Giăng cùng lên đền thờ, và có một người què từ lúc sanh ra cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, đặt ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-rơ với Giăng ngó trăm người rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Kít ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Kính thưa hội thánh của Chúa, chúng ta thấy, chúng ta xét về cái đời sống của một người què này là một đời sống vô cùng khổ cực và đầy tuyệt vọng. Người què này, anh em thấy rằng trong Kinh Thánh mô tả gì? Người què này què từ lúc nào ạ? Lúc mới sanh. Mới sanh ra đã què rồi. Và người què này què rất lâu năm. Kinh Thánh không nói người này đến đền thờ ăn mày của bố thí từ bao giờ. Nhưng tôi biết chắc là người què này có cha và có mẹ. Bởi vì khi một người sanh ra bao giờ cũng phải có người sanh ra mình, đó là cha mẹ. Nhưng mà có lẽ người này sống trong gia đình vì què quá lâu, cha mẹ không còn tiền để nuôi người này nữa, cho nên phải đem đến cái cửa đền đó để đặt người què đó ở đại đền thờ để xin của bố thí. Và anh em ơi, anh em biết người què này què bao nhiêu năm không? Chúng ta xem lời của Chúa trong Công Vụ đoạn 4 câu 22. Và người đã nhờ phép lạ cho được chữa bệnh, đó là người đã bao nhiêu tuổi ạ? Hơn 40 tuổi. Anh em ơi, cuộc đời mà hơn 40 tuổi mà què từ lúc mới sanh, thì cả cuộc đời hơn 40 năm này đầy những khổ ải, đầy những khốn khổ và đầy những đầy xấu hổ nữa anh em. Cái người mà đi ăn xin là một người thấp nhất của xã hội anh em ạ. Người đầy buồn, đầy khổ, đầy cực khổ với một cái thân hình què quặt mà lại đi ăn xin. Nếu què mà có người nuôi thì còn đỡ, nhưng què lại phải tự đi kiếm sống. Mà què bao nhiêu năm rồi? Hơn 40 năm. Thì khỏi rằng hơn 40 năm đó người này sống trong một hoàn cảnh vô cùng khốn khổ. Anh em ạ.
và người này phải tự kiếm sống, và người này hơn 40 năm đó sống lệ thuộc vào người khác. Nếu người ta đem đến người què lại đến cửa đẹp, cửa đèn đó để ngày đó được xin tiền để rồi sống qua ngày qua tháng. Nhưng nếu ngày nào người ta quên không đem người đó lên đền thờ thì người đó không có chi để ăn. Phải không? Sống lệ thuộc vào người khác, sống vào những đồng tiền bố thí, đồng tiền thừa thãi của những người vào đền. Và anh em thấy cuộc đời của người này vô cùng khốn khổ. Và cũng ngày đó, người đó vẫn làm cái công việc để đi ăn xin. Nhưng ngày đó là ngày như thế nào? Người thấy Phêrô và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phêrô với Giăng ngó trăm người rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Người này luôn luôn sống bởi cái hy vọng và rất mỏng manh. Hy vọng của những người vào đền, người nào có một tấm lòng rộng rãi thì bố thí tiền cho. Có người bố thí ít và cũng có người bố thí hơi nhiều. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Giăng và Phêrô vào đền thờ cũng như mọi ngày chăm chăm và nhìn sẽ tưởng rằng hy vọng có chút gì chăng. Một hy vọng rồi sẽ bị thất vọng, dập tắt ngay. Và chúng ta thấy điều gì? Nhưng Phêrô với người nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết. Vàng bạc ta cũng không có, mà có khi tiền ta cũng không có. Vì người què này đang hy vọng để được bố thí, hy vọng để được chút gì. Nhưng Phêrô nói là vàng ta cũng không có, bạc ta cũng không có, ta chẳng có chi hết. Có nghĩa là tiền mà ngươi muốn xin ta, chúng ta đây, chúng ta không có. Chúng ta theo dõi, chắc một người què lúc này thất vọng lắm, buồn lắm. Vẻ mặt của người què này chắc là buồn lắm, bởi vì đang hy vọng để có chút gì. Nhưng chúng ta xem theo dõi xem điều gì ở đây. Nhưng Phêrô nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Người què này không biết là có gì đây, hay là có cơm, hay là có điều gì mà không biết. Nhưng giờ đây chúng ta theo dõi: điều ta có thì ta cho ngươi, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Người què này có lẽ rất ngạc nhiên. Hơn 40 năm rồi ngồi tại đây mà chưa từng người nào nói điều này với người què. Ta không có vàng, ta không có bạc, nhưng điều ta có, ta cho ngươi, nhân danh Đức Chúa Giêsu, hãy bước đi. Có lẽ người què này chưa từng bao giờ làm điều này hơn 40 năm. Nhưng hôm nay có một điều kỳ lạ, một điều khác biệt mà người què này thấy ở trong con mắt nhìn vào Phêrô. Hãy nhìn xem chúng ta. Và lúc này thì sao? Những điều ta có ta cho ngươi, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Và chúng ta xem điều gì? Phêrô nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người nên nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Một phép lạ được xảy ra khi Phêrô phán với người què rằng: nhân danh Đức Chúa Giêsu, hãy bước đi. Và anh em ơi, lời phán từ người cũng công bố từ miệng Phêrô cộng với sự vâng lời của người què, cho dù ông chưa từng làm điều này hơn 40 năm nay, nhưng hôm nay ông làm. Và ông tin lời công bố của Phêrô: nhân danh Đức Chúa Giêsu, hãy bước đi. Và người què lập tức bước đi, đứng dậy và mắt cá người cứng vững. Chúng ta thấy người què lại vâng lời. Phải không? Vâng lời cộng đức tin sẽ ra phép lạ. Sự vâng lời. Nếu những người què lại có thể lý thuyết và lý luận rằng: không, tôi không thể bước dậy được bởi vì tôi què. Nhưng lời công bố của Phêrô có năng quyền. Năng quyền ở đây đó là năng quyền trong danh của Chúa Giêsu. Bởi vì Phêrô đã công bố danh của Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh. Là khi nghe đến danh đó, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thầy đều quỳ xuống. Vậy thì mọi thế lực đều phải quỳ trước danh của Chúa Giêsu. Vậy người què lại là một con người tầm thường, mà người què đã đứng lên bước bởi công bố, vì tôi công bố danh của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy
quyền năng. Người què này đã đứng dậy bước đi và mắt cá chân của người cứng vững bước đi. Và thì vừa đi vừa nhảy và thì vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Người đứng lên bước đi cùng hai người vào đền thờ. Hơn 40 năm chỉ ngồi ở ngoài cửa đền thôi, nhưng hôm nay được bước đi và vào đền thờ. Người đến đền thờ nhưng chỉ ngoài ở ngoài đền thờ mà không được thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng bởi công bố bởi danh của Chúa Giêsu là danh chữa lành, người này được thay đổi cả thể xác bên ngoài và được thay đổi cả con người bên trong. Mọi ngày chỉ ngồi què và xin tiền, ngồi ở cửa đền, nhưng hôm nay bởi phép lạ được xảy ra cho người què này, người què đã rời khỏi cái chỗ thường xuyên để ngồi xin của bố thí. Và người đó bước đi để vào đền thờ. Chúng ta thấy thì vừa đi người bước vào trong đền thờ thì đền thờ vừa đi vừa nhảy ngợi khen Đức Chúa Trời. Anh em ơi, đây là một điều vô cùng quý giá. Bởi phép lạ người què được nhận, người què được bước vào trong đền thờ, người què được thay đổi cả thể xác bên ngoài và được thay đổi cả con người tâm linh bên trong. Đó là giá trị vô cùng quý giá cho người què. Người què được thờ phượng Đức Chúa Trời, anh em ạ, được ngợi khen Đức Chúa Trời bởi quyền năng vô đối của Ngài, anh em ơi. Và Kinh Thánh nói gì trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 12? Những kẻ tin Ngài thì gì? Sẽ làm những việc lớn hơn Ngài, là những việc Ngài làm và làm những việc lớn hơn, anh em ơi. Và Kinh Thánh nói gì ở trong Tin Lành Mác đoạn 17 câu số 17-18? Những kẻ tin thì chúng ta thấy làm sao? Có những dấu lạ này, chúng ta thấy là gì? Trong Tin Lành Mác đoạn 16 câu 17 và câu 18: vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống trí độc cũng chẳng hại gì, thế đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Những kẻ tin. Vậy thì trong phần bài phần đạo bài thứ ba, vậy thì những người tin Chúa Giêsu đang có điều gì? Ông bạn chị em và tôi là những người tin Chúa Giêsu, chúng ta đang có danh của Chúa Giêsu. Kinh Thánh nói ở đây không nói là những mục sư, những người hầu việc Chúa hãy lấy danh ta mà trừ quỷ, không. Những người tin, Kinh Thánh nói gì? Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống trí độc cũng chẳng hại gì, hết đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Những kẻ tin, chứ không phải nói là những mục sư, những người hầu việc Chúa, nhưng những kẻ tin. Những kẻ nào đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, người đó được sở hữu danh của Chúa Giêsu. Chúa nói là các người tin có được phép lạ này, lấy danh ta và trừ quỷ. Anh chị em ơi, những người chúng ta tin Chúa là vì Chúa hoàn toàn sở hữu cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi, nhưng Chúa cho chúng ta sở hữu danh của Ngài. Chúa bảo chúng ta hãy lấy danh của Ngài, đúng không? Mà gì? Trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay cũng không hại, đúng, chỉ là cũng chẳng hại gì, đặt tay kẻ đau kẻ đau. Vậy anh chị em ơi, những người tin Chúa Giêsu được có danh của Chúa Giêsu, được sở hữu danh của Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh. Nhiều khi chúng ta tin Ngài, cuộc đời một người đến với Chúa không phải chỉ tiếp nhận Chúa rồi đến hội thánh để thờ phượng Chúa rồi cầu nguyện đọc lời của Chúa. Nhưng bạn phải biết rằng, chúng ta biết rằng chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được gì và chúng ta có gì? Chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời, được làm con của vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Và chúng ta có danh của Chúa, có lời quyền phép và có Đức Thánh Linh. Anh em ạ, chúng ta có nhiều điều lắm. Chúng ta có gì? Phi-rơ nói là vàng bạc ta không có, nhưng điều ta có ta cho ngươi. Anh chị em ơi, điều Phi-rơ có, Phi-rơ và Giăng có là điều ông bà anh chị em và tôi đang có. Và điều đó quý hơn là vàng. Có thể Phi-rơ và Giăng lên đền thờ gặp người què này, có thể cho người què này tiền, có thể cho người què này quý hơn là vàng. Có thể mọi người thì có thể cho vài đồng thôi, nhưng mà Phi-rơ và Giăng có thể cho ông rất nhiều tiền.
cho có cái hàng tấm vàng. Người què thích không? Thích. Anh chị em ơi, cho người què này vàng và tiền, người què đã có thể ăn được 1 năm, 2 năm, 3 năm, cho đến 10 năm. Nhưng ăn hết số tiền này, người què vẫn què. Nhưng Phi-rơ bảo rằng cho người què này điều quý hơn là vàng, đó là cho sự chữa lành. Thấy không ạ? Khi người què lại nhận được phép lạ chữa lành, người què này sẽ đi làm để có tiền, không còn phải sống nhờ người khác, không phải sống bùi ngùi sự bố thí của người khác. Bởi danh của Chúa Giêsu, người què nhận phép lạ, người què được phục hồi con người bề trong và phục hồi được thể diện của con người què này. Người què này hớn hở, người què bước đi để làm việc, để lấy tiền nuôi mình, thậm chí để cho người khác nữa. Anh em ơi, Phi-rơ và Răng đã cho người què này điều quý giá hơn là vàng. Và điều Phi-rơ có là điều ông bà em và tôi đang có. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã sử dụng danh của Chúa Giêsu như thế nào. Chúng ta có mỗi ngày công bố danh của Chúa Giêsu ra không? Anh chị em ơi, thế gian này đang cần điều ông bà chị em và tôi có. Anh em ạ, thế gian này đang cần điều mà ông bà chị em và tôi có. Rất nhiều người đang què quặt, đang ốm đau, có thể nằm trên giường bệnh rất lâu năm. Nhưng nếu chúng ta công bố danh của Chúa Giêsu bởi đức tin, và chúng ta công bố danh của Chúa Giêsu ra, nhiều người được biến đổi. Không những biến đổi về đời sống bên ngoài, nhưng được biến đổi về đời sống bên trong, được nhận biết Chúa, được thờ phụng Chúa. Và kính thưa anh chị em, lời của Chúa cũng nói gì? Chúng ta thấy rằng ở trong Giăng đoạn 4 có 13, 14, ở đây Kinh Thánh nói gì ở trong Tin Lành Giăng đoạn 4, đoạn 14, câu 13 và câu 14. Tôi xin được đọc: các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Kính thưa hội thánh của Chúa, danh của Chúa không chỉ công bố để được sự chữa lành, nhưng danh của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta cầu xin mọi điều. Kinh Thánh nói, tôi không nói. Kinh Thánh nói, phải không? Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sám danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta làm cho. Chúa đang mời gọi những con cái của Ngài để sử dụng danh của Ngài để công bố sự chữa lành. Ngài đang mời gọi các con cái của Ngài để công bố danh của Ngài để cầu xin mọi điều. Không phải một điều và mọi điều, anh em ơi, mọi điều. Vậy thì người tin Chúa phải biết mình đang có gì, anh em ơi. Cho nên nhiều khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta chỉ tưởng là ôi, tin Chúa rồi đi thờ phụng Chúa, rồi đọc lời của Chúa, đi nhóm, mỗi ngày cũng là phước hạnh. Nhưng Đức Chúa Trời còn muốn chúng ta kinh nghiệm được nhiều phước hạnh. Như bài hát chúng ta vừa nói là chúng ta kinh nghiệm phước hạnh của Chúa thật là lớn thay, thật là lớn thay. Chúa đang muốn bày tỏ danh của Ngài qua đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy trong câu chuyện này, Phi-rơ bảo rằng ông đã nói gì? Khi người què được lành, và những người ở trong đền thờ đó xôn xao. Và Phi-rơ nói gì ở đây? Phi-rơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng: hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sửng chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được? Trong câu số 16 tiếp: ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy. Anh chị em ơi, Chúa ban cho chúng ta và Chúa cho chúng ta quyền sở hữu danh của Chúa. Nhưng khi mọi việc chúng ta công bố phép lạ xảy ra, chúng ta phải quy thuộc về Chúa. Phi-rơ, sao các ngươi ngó sửng chúng ta? Không phải quyền phép riêng của chúng ta, nhưng bởi quyền phép của Đấng mà các ngươi bóc ngớ, đó là Chúa Giêsu. Anh chị em ơi, danh của Chúa chính là Chúa. Anh em ạ. Và khi chúng ta công bố để những phép lạ được xảy ra, những việc Chúa nhận lời cầu xin của chúng ta phải dâng vinh quyền cho Chúa, để danh của Chúa được cả sáng
qua đời sống của chúng ta, để danh của Chúa được cả sáng qua hội thánh của Ngài. Và kính thưa anh chị em, và chúng ta thấy trong công vụ các sứ đồ không có thời gian để nói hết, nhưng anh em phải biết rằng danh của Chúa vô cùng là giá trị và vô cùng là được phép. Trong câu chuyện này được tiếp diễn đến đoạn 4 nữa. Và sao? Khi mà các trưởng lão, các quan ở trong đền thờ, họ bắt Phi-rơ và răng rốt vào ngục, và sau đó rồi dân chúng người ta cũng xôn xao, và cuối cùng họ bị thả ra. Và họ nói gì trong câu đoạn 4 câu 16, rằng chúng ta phải xử hai người này làm sao, vì cả dân thành Jerusalem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ giờ chúng ta chối không nổi. Rồi vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăn dọa cấm họ từ giây về sau chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào rồi cấm tiệt chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giêsu mà nói hay là sao. Anh em ơi, bởi vì họ thấy được danh của Chúa vô cùng quyền năng đã khiến một người què bước đi và đi thờ. Cho nên họ biết được chính cái người mà không có Chúa này, những cái người con cái đền này thấy được quyền năng qua danh của Chúa Giêsu. Và họ nói rằng cấm tiệt răng và phi lơ không được nhân danh Chúa Giêsu để giảng dạy nữa. Cấm tiệt. Anh em ơi, nhưng mà phi lơ và răng nói gì? Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Phi lơ và răng không thể làm ngơ, không thể được danh có danh của Chúa để rồi nhìn thấy những con người đang đau ốm bực tức. Và ngày nay cũng thế. Ông bà anh chị em và tôi có danh của Chúa, được sở hữu danh của Chúa, chúng ta không thể làm ngơ những người đang đau ốm trên giường bệnh. Chúng ta không thể làm ngơ những con người đang sống đầy tuyệt vọng trong thế gian này. Thế gian này đang cần điều chúng ta có, anh em ạ. Và tôi hy vọng, ước ao rằng bài học buổi sáng nay sẽ khơi dậy trong tấm lòng của chúng ta, chúng ta biết điều chúng ta đang có ở trong đời sống của chúng ta là điều vô cùng quý giá. Và Chúa cũng muốn chúng ta ra đi để rao giảng danh của Chúa, để nhiều cuộc đời được biến đổi, nhiều cuộc đời được chữa lành về thân thể và chữa lành trong tâm linh. Và anh chị em ơi, chúng ta phải biết chúng điều chúng ta đang có là vô cùng quý giá. Nhiều khi những người tin Chúa, chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta đến với Chúa thôi rồi có một đời sống bình thường an ủi thôi. Không, Chúa nói gì? Lời của Chúa nói ở trong Roma, Ngài chẳng vì chúng ta, Ngài há chẳng tiếc chúng ta, Ngài đã ban con Ngài cho chúng ta, Ngài há chẳng ban luôn mọi sự với con ấy sao? Ngài ban luôn mọi sự, ban danh của Ngài cho chúng ta, ban lời của Ngài cho chúng ta và ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta, là Thánh Linh quyền phép, anh em ạ. Và Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 6, chúng ta thấy Kinh Thánh nói gì ở đây? Nhiều khi chúng ta người đời nhìn chúng ta với con mắt bình thường, nhưng mà chúng ta có những điều quý giá, anh em ơi. Trong câu tôi nhỉ đoạn 6 câu số 9 và câu số 10, ngó như kẻ phỉnh dỗ nhưng là kẻ thật thà, ngó như kẻ xa lạ nhưng là kẻ quen biết lắm, ngó như gần chết mà nay vẫn sống, ngó như bị sửa phạt mà không đến chịu chết chịu giết, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì mà có đủ mọi sự. Anh em ơi, Phêrô và Giăng đã công bố danh của Chúa Giêsu để công bố sự chữa lành cho người què, để rồi người què được trở thành một người giàu có trong mọi sự. Người đó được khỏe mạnh, được phục hồi, được đi lại, người đó được thờ phụng Đức Chúa Trời. Nhiều khi người ta có thể người đời ngó với chúng ta con mắt là một con người mắt tầm thường, nhưng chúng ta có điều quý giá. Chúng ta có nói như không có gì mà có đủ mọi sự. Chúng ta có sự sống đời đời. Chúng ta có quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không những được phước hạnh, chúng ta có một sự hy vọng trông đợi để Chúa trở về đón chúng ta ở thiên đàng. Nhưng ngay những ngày chúng ta sống trên đất này, chúng ta đầy sự phước hạnh. Chúng ta phải đọc lời của Chúa và chúng ta biết vì bởi vì tại sao ngày hôm nay nhiều con cái Chúa sống trong cảnh lo buồn thiếu thốn rồi buồn tha thảm, bởi vì chúng ta chưa khám phá những điều chúng ta có. Chúng ta khám phá những điều mà chúng ta có, anh em ơi. Và Chúa ban danh của Ngài cho chúng ta để công bố điều này với thế gian. Và Chúa ban danh của Ngài cho chúng ta để chúng ta có một đời sống phước hạnh và sung mãn.
Vì lời của Chúa nói gì? Kẻ trộm chỉ đến cướp, giết và hủy diệt. Còn Chúa Giê-xu đến cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật sung mãn. Cho nên bất kỳ một con người nào, quá khứ của họ ra sao, nhưng hiện tại của họ như thế nào cũng quan trọng và tương lai. Có thể chúng ta có nhiều người đến với Chúa có một quá khứ rất là đầy những đau đớn, đầy những khổ ải, nhưng khi gặp Chúa Giê-xu, cuộc đời người đó được những điều đời sống một phước hạnh. Như bài thánh ca buổi sáng chúng ta hát, gặp gỡ Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời. Ngài không chỉ những biến đổi đời sống của chúng ta, nhưng Ngài còn muốn ban chúng ta một đời sống sung mãn trên đất này. Và tín đồ thánh của Chúa, và tôi muốn kết thúc bài học buổi sáng nay với một câu kinh thánh, đó là trong Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 24. Nếu chúng ta có kinh thánh thì chúng ta sẽ đọc chung với tôi câu kinh thánh này. Kinh thánh Tin Lành Giăng đoạn 16 câu số 24. Chúng ta phải đọc. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được cho phép. Tôi không biết ông bà anh chị em trong đời sống của chúng ta, không có nghĩa là chúng ta đến với Chúa rồi chúng ta không có những sự lo lắng, không có những sự này sự nọ, ta vẫn có. Nhưng mà chúng ta có những điều để đắc thắng những điều đó, đắc thắng lo lắng, đắc thắng mọi sự, và chúng ta được một đời sống sung mãn. Không có nghĩa là không có, nhưng Chúa ban lời của Ngài, ban danh của Ngài để chúng ta sống một đời sống sung mãn trên đất này. Và Chúa nói thì đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, hầu cho sự vui mừng thì các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Nếu trong vòng chúng ta ai đang lo buồn, ai đang thiếu thốn, ai đang bệnh tật, hãy nhân danh Chúa mà cầu xin. Chúa nói rằng đến bây giờ lâu quá rồi, lâu quá, các ngươi chưa từng nhân danh ta, quá lâu rồi, bây giờ hãy nhân danh ta đi. Và bài học buổi sáng nay, hãy áp dụng đi, hãy nhân danh Chúa mà cầu xin thì sẽ được. Hãy xin sẽ được, anh em ạ. Đến bây giờ quá lâu rồi, trễ rồi, nhưng chưa phải là muộn lắm. Hãy cầu xin, hãy cầu xin bất cứ điều chi ta sẽ làm cho để cha được sáng danh nơi con. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Cảm ơn Chúa ước cao qua lời của Chúa buổi chiều sáng nay, và nhất là trong mùa Giáng sinh là một là cái dịp tiện để chúng ta công bố danh của Chúa Giê-xu ra. Và anh em phải biết rằng khi chúng ta công bố danh của Chúa Giê-xu ra, đó là những lời quyền phép ra từ miệng chúng ta. Đó quyền phép ở đây là quyền phép ở trong danh của Chúa Giê-xu. Thiên Ơ bảo rằng nhân danh Chúa Giê-xu hãy bước đi. Và khi chúng ta nhân danh Chúa thì những lời chúng ta công bố được đầy quyền phép. Hãy lấy đức tin mà cầu xin. Hãy lấy đức tin mà cầu xin. Vậy, kính thưa anh chị em, thế gian này đang cần hiểu bạn và tôi có. Hãy công bố danh của Chúa Giê-xu ra để danh của Ngài được tỏa sáng. Hãy công bố danh của Chúa Giê-xu ra để thế gian này nhiều người được biết danh của Ngài. Hãy công bố danh của Chúa Giê-xu cho ta để vinh hiển thuộc về Chúa Giê-xu. Hãy công bố danh của Chúa Giê-xu ra để vương quốc của trời được mở rộng ra trên đất này. Amen. Ta đến với Chúa sự cầu nguyện. Và câu gốc của bài học hôm nay đó là câu số 6 ạ.